FPT Shop tháng này có gì hot? Sắm Samsung tặng 500 laptop, 100% trúng quà đến 1,2 triệu laptop, tặng thẻ ATM đến 12 triệu, tặng 10 học bổng trị giá 40 triệu đồng một suất, trả góp 0%. Samsung Galaxy Note 7 giá chỉ 18.990.000 đồng, trả góp 0%, tặng leader hay Samsung hoặc ốp lưng Spigen. Cơ hội trúng 4 chuyến đi New York xem Victoria Secret Fashion Show, bao cơ hội học hỏi kinh nghiệm khởi nghiệp tại Israel. Chào đón Galaxy G7 Gram hàng sắp về khuyến mãi khủng. Laptop độc nhất, rẻ nhất, tặng thẻ ATM đến 12 triệu, tặng thêm 10 suất học bổng trị giá 40 triệu đồng một suất. Huawei P9 Lite giá trị 5.990.000 đồng, tặng sạc dự phòng Marco 5000mAh, loa Remax M1, trả trước 0 đồng, lãi suất 1%. Bộ ba sức mạnh Meizu độc quyền tại FPT Shop RO6, M3 Note, M3S đẹp đẳng cấp, mạnh xứng tầm, giá ấn tượng. Mùa táo to giá táo nhỏ, iPhone 6 Plus 16GB đồng giá với iPhone 6 16GB, tặng bộ ốp viền miễn dán màn hình màu vàng, vàng hồng hoặc trả góp 0%. Bộ ba Sony Xperia XR, XR Ultra thiết kế tuyệt mỹ, giá cực sốc, trả góp 0%. Oppo F1S chuyên gia selfie, sản phẩm bán chạy nhất FPT Shop, giá trị 5.990.000 đồng, trả góp 0% hoặc trả trước 0 đồng. Năm học mới tablet đến trường, sắm điện thoại mới không cần trả trước, phụ kiện đổi cũ lấy mới giảm 20%. Gọi 18006601 để được tư vấn nhanh, hoặc bạn có thể truy cập vào www.fptshop.com.vn để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt nhất. FPT Shop trân trọng từng giây phút được phục vụ khách hàng.